con chỉ được tiếp xúc ở trường và ở trung tâm thôi. Vì khi về nhà thì hầu như là bố mẹ không biết tiếng Anh nên là cái tương tác của con là hầu như là không có. Và để có được cái sự lựa chọn đúng thì cần bố mẹ cũng cần phải bỏ thời gian ra và thực sự là tìm hiểu. Đó, thì lúc nào chị cũng khát khao và muốn tìm đến một cái nơi nào đó để cho con được đào tạo, để cho con được phát triển thực sự cái tiếng Anh. Bây giờ ấy, mình nhìn thấy cứ tan trường là mình thấy cái cảnh mà bố mẹ đón con, sau đó sẽ chở con đến một lớp học thêm. Và cái em bé ngồi đằng sau gặm vội cái bánh mì, rồi là có khi ngủ gục ở trên lưng bố mẹ để đến một cái lớp học thêm. Con bắt đầu vào lớp 1 là con đã rất thích học tiếng Anh rồi, và con cũng có đòi bố mẹ là cho đi học một trung tâm nào đó. Thế nhưng mà vì là anh chị bận thì làm, kể cả học trực tuyến hay là học offline, thì quan trọng đã là nhất là vẫn là giáo viên. Vì là cái việc mà tương tác của giáo viên một mình lo lắng rằng là con liệu con có hứng thú không. Bởi vì với mình đến có quan niệm là khi mà con học ấy, thì cái điều quan trọng nhất đó là con phải hứng thú. Không phải em bé nào cũng sẵn sàng hòa mình vào một cái môi trường giao tiếp mà có đông người. Thì cái mô hình này đối với mình ấy, nó thực sự là rất là đáng yêu, là bởi vì Nam cũng đã từng học như thế. Chỉ có điều là Nam không được tham gia vào một cái khóa học mà nó tương đối chính thống như vậy thôi. Mình cảm thấy thứ nhất là chi phí hợp lý. Bởi vì với một cái mức chi phí là 100.000 ở một cái buổi học, thì khoảng 100.000 thì nó trong vòng 45 phút mà một thầy một trò có thể là tương tác được, nó rất là ok. Thật ra thì chị nghĩ là cái chính thì cũng vẫn là ở cái người hướng. Chị thì khi mà chị thấy thì là chị cũng hướng cho con chị. Và thật ra thì là chị thấy là cái học của cái trực tuyến này nó rất là hữu ích. Đó là học tương tác một người với một thầy và một trò, và học từ đầu giờ đến cuối giờ, không có cái chuyện nói chuyện. Đấy, không, học nói chung là rất là hiệu quả. Ví dụ như là học 90 phút hầu như là con học hoàn toàn được cái thời gian đó, nó không bị cắt giảm thời gian, nên là một buổi con có thể học được rất nhiều. Cho nên thầy giáo, cô giáo hoàn toàn có thể bổ khuyết được những cái phần kiến thức mà các em ấy còn thiếu hoặc là còn yếu. Cái đó trong một cái lớp học mà đông người hoặc là có nhiều bạn thì sẽ khó để có thể thực hiện được. Học sinh mà khi mà học với cái chương trình này thì là được tương tác trực tiếp với cả giáo viên nước ngoài. Không phải là những cái chương trình học online mà các bạn ý chỉ có thể là sử dụng các cái phần mềm các bạn ý học như vậy. Và ví dụ như hôm nay con học, đến buổi hôm sau và đến giờ con học là con đã có một sự chuẩn bị ở nhà rồi, thì con có thể là thích là hỏi giáo viên những cái mở rộng thêm. Nên và con có thể là tự tương tác, tự hỏi về những cái chủ đề mà con yêu thích, con mở rộng, và con có thể là giao tiếp và tìm hiểu cả được cả về cái văn hóa, thì cả những các cái gì đó của người nước ngoài ấy. Giáo viên như là bạn cho với cả con, là rất là vui, rất là hứng thú như thế. Thì cái đấy là cái mà mình cảm thấy là có sự khác biệt của Pantado, và cái chương trình này nó thực sự rất là thú. Thì mình hy vọng rằng là mình sẽ có những cái chương trình nối tiếp để con của mình có thể là học xong cái chương trình này, mình sẽ có những cái chương trình nó phù hợp tiếp theo. Và mình cũng hy vọng là với cái tâm sức của cái người sáng lập cùng với các cộng sự của mình, thì Pantado sẽ ngày càng phát triển để trở thành một cái phương pháp học có thể thu hút được rất là nhiều bạn nhỏ, giải quyết được cho những cái bạn mà ví dụ ở vùng sâu vùng xa chẳng hạn. Mình vừa rồi có đọc về trường hợp một cái em mà đi một tuần đi 300 km để học tiếng Anh, thì mình nghĩ là với những cái mô hình như này, biết đâu đấy nó có thể giải quyết được cho những cái em mà về vì khoảng cách địa lý có cái điều kiện để giao tiếp trực tiếp với người nước ngoài. Okay, and how do you feel when you're learning English at Pantado? It's interesting. Oh, very interesting, right? Yeah, so, do you love English? Yes, I love English more than I can say. Wow, okay. Thank you, sir, and thanks for coming with us. Thank you. Online ngay tại nhà cùng với PanKids. Chỉ cần một chiếc máy tính, iPad, con có thể học ở bất kỳ không gian và thời gian nào, bố mẹ không cần đưa đón hàng ngày.
mô hình lớp học 1-1 giúp bé tối đa sự tương tác với giảng viên bằng tiếng Anh. Phương pháp học mới lạ, kích thích sự sáng tạo, khả năng tự học của con dựa trên chương trình chuẩn quốc tế. Bé có thể tham gia lớp học ngay hôm nay, cơ hội học trực tuyến một thầy một trò, vô cùng hiệu quả. Đăng ký ngay để bé được học thử hoàn toàn miễn phí.